Bác sĩ tiết lộ 7 loại rau bổ hơn thịt bò, biết mà ăn sớm giúp hồi sinh gan thận, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Quý vị khán thính giả thân mến, rau củ là nhóm thực phẩm có khả năng hỗ trợ tăng cường hiệu quả điều trị và ngăn ngừa ung thư tái phát một cách mạnh mẽ, không chỉ bởi chúng chứa ít chất béo bão hòa và tinh bột hấp thu nhanh, mà còn bởi hàm lượng lớn những dưỡng chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ mà chúng mang lại. Cụ thể trong chương trình ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ đến cô bác 7 loại rau bổ hơn thịt bò, cực rẻ nhưng không phải ai cũng biết. Bác sĩ tiết lộ 7 loại rau bổ hơn thịt bò, biết mà ăn sớm giúp hồi sinh gan thận, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. 1. Bắp cải. Bắp cải là một loại thực phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe. Nó có thành phần dinh dưỡng vượt trội và đặc biệt là hàm lượng vitamin C và K. Giàu chất chống oxy hóa, bắp cải có thể giúp hỗ trợ cải thiện chức năng não, cải thiện tiêu hóa, đồng thời bảo vệ cơ thể chống lại các rối loạn về da và bệnh tim. Bắp cải giúp tăng cường miễn dịch. Đảm bảo bạn cung cấp đủ vitamin C mỗi ngày là rất quan trọng. Vì cơ thể chúng ta không tạo ra vitamin này một cách tự nhiên, nên chúng ta phải lấy nó từ thực phẩm. Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, tạo ra collagen để giúp vết thương mau lành và tăng cường hệ thống miễn dịch giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh tật. Bắp cải chứa nhiều vitamin C, trung bình trong 100g cải bắp chứa 35mg vitamin C. Loại vitamin này có tác dụng chống oxy hóa và chống lại sự lão hóa tế bào, giúp giảm mệt mỏi và giảm căng thẳng. Các loại rau thuộc họ cải trong đó có cải bắp đã được chứng minh là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cải bắp cũng chứa vitamin B9, góp phần hình thành các tế bào hồng cầu và hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh và miễn dịch. Bắp cải giúp cải thiện sức khỏe của xương. Bắp cải chứa một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của xương và các chức năng đông máu trong cơ thể, vitamin K. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, có khoảng 68 microgram vitamin K trong một chén bắp cải nấu chín. Quá ít vitamin K có thể dẫn đến giảm sức mạnh của xương, tăng nguy cơ phát triển chứng loãng xương cũng như các vấn đề về bầm tím và chảy máu. Giống như tất cả các loại rau họ cải, bắp cải là một nguồn khoáng chất tuyệt vời như canxi, magie và kali. Ba khoáng chất thiết yếu này có thể không thể thiếu trong việc bảo vệ xương khỏi suy thoái và khởi phát các tình trạng như loãng xương và suy yếu xương nói chung. Bắp cải tốt cho tim của bạn. Bắp cải là một loại rau thuộc họ cải và đã được chứng minh là có lợi ích chống viêm, do đó được khuyến khích cho những người có nguy cơ mắc bệnh tim. Theo một nghiên cứu, bắp cải rất giàu polyphenol, có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch bằng cách hỗ trợ giảm huyết áp và ngăn ngừa sự hình thành tiểu cầu. Ngoài ra, bằng cách liên kết các axit mật, nó có thể giúp hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu. Hợp chất trong bắp cải có thể hỗ trợ phòng bệnh ung thư. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, các loại rau họ cải như bắp cải chứa các hợp chất gọi là glucosinolat, là hóa chất chứa lưu huỳnh, chúng gây ra vị đắng mà nhiều loại rau họ cải có. Trong quá trình chuẩn bị, nhai và tiêu hóa thức ăn, những glucosinolat đó sau đó được chia thành các hợp chất nhất định đã được kiểm tra về lợi ích chống ung thư của chúng. Hàm lượng glucosinolat trong bắp cải khiến nó có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau. 2. Rau lang. Thông thường nhiều người chỉ thấy quen thuộc với khoai lang, nhưng ít ai biết rằng rau lang cũng chứa rất nhiều dưỡng chất và có thể so sánh ngang với cải bỏ xôi. Đây là nguồn vitamin dồi dào khi so sánh với củ khoai lang bởi chúng chứa vitamin B10 gấp 10 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B6 gấp 3 lần. Đáng chú ý hơn, một vitamin có tác dụng thần kỳ đối với sức khỏe của chúng ta cũng được tìm thấy nhiều trong rau khoai lang. Ngăn ngừa bệnh tim. Nhiều người lên các cơn đau tim là do quá trình vôi hóa trong mạch máu của họ bởi quá trình này gây ra tình trạng hình thành mảng bám trong mạch máu. Vitamin K được biết tới như là một nhân tố hạn chế quá trình này xảy ra rất tốt. Và bạn hoàn toàn có thể nạp vào cơ thể thông qua việc tiêu thụ rau khoai lang. Giảm nguy cơ loãng xương. Đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau khoai lang sẽ giúp bạn cân bằng lại lượng canxi trong xương.
Ngoài ra, khi kết hợp vitamin D với vitamin K thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục, giúp đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh. Ngoài những tác dụng trên của vitamin K, nó còn có khả năng hỗ trợ đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt. Ngoài ra, trẻ sơ sinh cũng có thể bị xuất huyết nếu như cơ thể thiếu vitamin K. Bạn hoàn toàn có thể bổ sung vitamin K thông qua việc ăn rau khoai lang thường xuyên. Hỗ trợ trong việc điều trị ung thư. Vitamin K được đánh giá là chúng có khả năng hạn chế các nguy cơ bị ung thư của cơ thể chúng ta. Ngoài ra, bởi đây là chất chống oxy hóa, thế nên nó cũng hạn chế hình thành sự hư tổn của DNA, một nguyên nhân gây ra ung thư. Một nghiên cứu cho thấy chức năng gan của bệnh nhân ung thư gan được cải thiện đáng kể trong trường hợp được bổ sung vitamin K thường xuyên. 3. Nấm sơm. Nấm sơm không chỉ là một tinh hoa trong ẩm thực châu Á mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất có tác dụng chữa bệnh. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của nấm sơm mà cô bác không nên bỏ qua. Ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa phong phú từ nấm sơm có hiệu quả trong việc chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Loại nấm này có chứa beta-glucan, một chất được dùng trong hóa trị hoặc xạ trị nhằm cải thiện hệ thống miễn dịch, từ đó ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Giúp giảm mức cholesterol. Nấm sơm cung cấp beta-glucan, eritadenin và chitosan để kiểm soát cholesterol trong cơ thể. Một nghiên cứu đã được thực hiện trên những người bị béo phì để xác minh điều này bằng cách sử dụng nấm sơm làm chế độ ăn của họ, và kết quả đã cho thấy mức độ cholesterol tốt tăng lên 8%, giảm 15% chất béo trung tính và giảm 3,6% trọng lượng cơ thể. Tốt cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng cao chất xơ, kali và vitamin C trong nấm sơm có lợi trong việc kiểm soát huyết áp và giữ cholesterol ở mức ổn định, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Nguồn vitamin B dồi dào. Một lợi ích sức khỏe khác mà bạn có thể nhận được từ việc ăn nấm sơm là bổ sung hàm lượng vitamin B dồi dào cho cơ thể. Việc cung cấp đủ loại vitamin này sẽ giúp phòng tránh được một số bệnh như mụn trứng cá, đau tim hoặc thậm chí tử vong. Nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Các nghiên cứu đã cho thấy trong 100g nấm sơm chứa tới 2,5g protein. Lượng protein này quá đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho cơ thể, giúp duy trì các phản ứng hóa học và làm cho cơ bắp chắc khỏe. 4. Củ hành tây. Hành tây thực phẩm thuộc họ hành. Khi sử dụng hành tây sẽ khiến cho hơi thở bị bốc mùi hoặc cái mắt chảy nước, là do thành phần hợp chất trong hành có chứa lưu huỳnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hợp chất này là thành phần chính quyết định lợi ích của hành đối với sức khỏe. Có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hành tây chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, giảm triglycerides và giảm mức cholesterol, tất cả đều có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc tính chống viêm mạnh mẽ của chúng cũng có thể giúp giảm huyết áp cao và bảo vệ chống lại cục máu đông. Chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là các hợp chất ức chế quá trình oxy hóa, một quá trình dẫn đến tổn thương tế bào và góp phần gây ra các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim. Hành tây là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa. Trên thực tế, chúng chứa hơn 25 loại chất chống oxy hóa flavonoid khác nhau, chứa các hợp chất chống ung thư. Ăn rau thuộc chi hành như tỏi và hành tây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm dạ dày và đại trực tràng. Hành tây cũng chứa fistin và quercetin, chất chống oxy hóa flavonoid có thể ức chế sự phát triển của khối u. Có thể tăng cường sức khỏe xương. Hành tây có thể giúp hỗ trợ xương chắc khỏe. Một nghiên cứu ở 24 phụ nữ trung niên và sau mãn kinh cho thấy những người tiêu thụ 100ml nước ép hành tây mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện mật độ khoáng xương và hoạt động chống oxy hóa so với nhóm đối chứng. Hành tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa, tăng mức độ chống oxy hóa và giảm mất xương, có thể ngăn ngừa loãng xương và tăng mật độ xương. Tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Hành tây là một nguồn giàu chất xơ và prebiotic cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các axit béo chuỗi ngắn này tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và tăng cường tiêu hóa. Hành tây đặc biệt giàu prebiotic inulin và fructooligosaccharide. Những thứ này giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột của bạn và cải thiện chức năng miễn dịch. 5. Lá hẹ.
Lá hẹ là loại rau xanh có mùi thơm và là nguyên liệu quen thuộc cho bữa ăn của nhiều gia đình. Ngoài công dụng gia tăng hương vị, hẹ còn mang lại giá trị dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tiềm năng chống ung thư. Hẹ là nguồn cung cấp flavonoid tuyệt vời, một chất chống oxy hóa có tác dụng hiệu quả trong điều trị ung thư miệng và phổi. Ngoài ra, hẹ còn rất giàu allicin, giúp giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Hơn nữa, hẹ còn có tác dụng chống lại ung thư đại tràng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Nhiều nghiên cứu cho kết quả là hẹ cũng giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt do có tác dụng kích thích tổng hợp glutathione. Chất này giúp phát hiện loại bỏ các thành phần gây ung thư cho cơ thể. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thành phần của hẹ giàu flavonoid giúp chống lại các tác dụng phụ liên quan đến tăng đường huyết, giữ lượng đường trong máu ổn định. Ngoài ra, trong khẩu phần 5g hẹ chỉ chứa 0,1g carbohydrate nên được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2. Lợi ích với thai kỳ. Thành phần của hẹ rất giàu folate, loại vitamin quan trọng giúp ngăn ngừa các khuyết tật bẩm sinh của não và tủy sống thai nhi. Folate cũng hỗ trợ tổng hợp ADN và phân chia tế bào. Vì vậy, hẹ là nguồn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho thai kỳ. Ngoài ra, hẹ còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ miễn dịch của trẻ trong bào thai. Cải thiện chất lượng giấc ngủ và tâm trạng. Hẹ có tác dụng cải thiện và nâng cao chất lượng giấc ngủ nhờ thành phần giàu choline, một hoạt chất giúp kích thích ngủ ngon. Do đó, lá hẹ cũng là một cách để hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Đồng thời, hẹ cũng giàu axit folic, được biết đến với công dụng kích thích sản xuất serotonin và dopamine. Những loại hormone này còn được gọi là hormone hạnh phúc, giúp cải thiện tâm trạng và tăng cường trí nhớ. 6. Cà chua. Điều làm nên sức hấp dẫn của cà chua đối với sức khỏe là chất lycopene. Lycopene là một loại chất chống oxy hóa và có rất nhiều trong cà chua. Lycopene là loại chất cơ thể không thể tự tạo ra được mà chỉ có thể bổ sung thông qua đường ăn uống. Với lycopene, cà chua trở thành nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư và một số loại bệnh khác. Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Các lycopene trong cà chua ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid, mỡ trong huyết thanh, làm giảm các loại mỡ máu có hại như triglyceride và cholesterol tỷ trọng thấp, low density lipoprotein cholesterol, LDL. Những loại mỡ máu này là những thủ phạm chính trong các bệnh tim mạch do làm tăng sự lắng đọng chất béo trong các mạch máu, gây xơ vữa động mạch, tăng huyết áp. Phòng ngừa các bệnh về rối loạn đông máu, tạo máu và tăng huyết áp. Cà chua chứa nhiều vitamin nhóm B, kali cũng như sắt. Kali làm thành mạch máu dẻo dai, mềm mại hơn, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe mạch máu, ổn định huyết áp. Sắt và các vitamin nhóm B là nguyên liệu cho quá trình tạo máu. Vitamin K rất cần thiết cho quá trình đông máu và kiểm soát chảy máu. Ổn định đường huyết, phòng chống bệnh và biến chứng đái tháo đường. Thành phần chất xơ trong cà chua làm chậm sự hấp thu đường ở ruột, và lại thành phần carbohydrate, chất bột đường trong cà chua rất thấp. Điều này có tác dụng làm ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu được đăng tải bởi tạp chí Y khoa thuộc Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết, hoạt chất chống oxy hóa trong cà chua có tác dụng hạn chế các tổn thương mạch máu ở thận, biến chứng thường thấy ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Phòng ngừa sỏi mật. Với thành phần giàu chất xơ hòa tan và lycopene, cà chua có khả năng phòng ngừa bệnh sỏi mật thông qua việc hỗ trợ làm tăng thải axit mật và muối mật qua đường tiêu hóa, tăng lưu thông mật ruột và làm giảm lắng đọng ở túi mật. 7. Măng tây. Măng tây có tên khoa học là Asparagus officinalis, thuộc họ hoa loa kèn có màu trắng, xanh lá cây và tím. Đây là thực phẩm chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và protein thiết yếu, tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, măng tây chỉ chứa lượng thấp calo, natri và không có cholesterol hỗ trợ an toàn, hiệu quả cho người giảm cân. Ổn định huyết áp. Măng tây có chứa nhiều kali. Việc bổ sung kali có thể giúp giảm huyết áp vì nó làm giãn thành động mạch, giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng bài tiết natri từ thận. Ngoài ra, măng tây còn chứa vitamin A và vitamin C, các chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do lưu thông trong máu và giảm nguy cơ mắc các vấn đề gây tổn thương hệ tuần hoàn, bao gồm xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Bảo vệ thị lực. Một tác dụng khác của măng tây là bảo vệ thị lực khỏe mạnh do chứa các chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin.
Bên cạnh đó, axit amin glutathione có trong măng tây cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và quáng gà. Vitamin K trong măng tây giúp phòng ngừa loãng xương. Măng tây có chứa phốt pho, sắt, vitamin K và canxi rất tốt cho xương khớp. Theo một đánh giá năm 2018, vitamin K có thể giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, sắt, phốt pho, kali, kẽm và magie trong măng tây là những khoáng chất giúp cho xương chắc khỏe. Giúp ngăn ngừa bệnh ung thư. Quá nhiều gốc tự do trong cơ thể sẽ dẫn đến thương tổn các tế bào và có thể gây ung thư. Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh tác dụng ngăn ngừa ung thư của măng tây. Tuy nhiên, măng tây chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do này, do đó có thể phòng ngừa ung thư. Chất xơ trong măng tây có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Theo một thử nghiệm sàng lọc được công bố vào năm 2015, những người có chế độ ăn giàu chất xơ ít có khả năng phát triển ung thư đại trực tràng hơn những người ăn ít chất xơ. Quý cô bác thân mến, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô bác đã chú ý lắng nghe. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp cô bác cải thiện được sức khỏe của bản thân cũng như của gia đình mình bằng những thực phẩm lành tính, dễ kiếm và có được hiệu quả tốt nhất. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả ở những chương trình kỳ sau.